tập gì, ăn gì, chia lịch tập như thế nào để giúp cho phần mông của bạn nhân to nhất. Đây là 8 bài tập giúp cho cái phần mông của bạn nhân to tròn cực kỳ hiệu quả mà mình đã lựa chọn. Trong 8 bài này nó có đầy đủ squat, deadlift, đá hậu giúp phần mông đùi của bạn được tác động toàn diện đều nhất. Khi các bạn tập mông, các bạn lưu ý 3 điểm này cho mình. Thứ nhất đó là tập chậm. Tập chậm sẽ giúp cho các bạn là tác động vô phần mông đùi được tốt hơn và dễ cảm nhận hơn. Thứ hai, hít thở. Khi các bạn dùng ít lực thì các bạn hít vào, còn khi các bạn dùng nhiều lực thì các bạn thở mạnh ra. Nó sẽ giúp cho các bạn là được tập tốt nhất và oxy bơm vào cơ bắp được tối đa. Thứ ba, siết bụng, gồng mông khi mà các bạn luyện tập để tránh sai form. Thứ hai, ăn gì để giúp cho phần mông của bạn nhân to nhất. Cơ mông của chúng ta nó sẽ chia thành hai phần, một là cơ bắp, hai đó là mỡ phần mông. Mà muốn phần mông của chúng ta phát triển nhân to tròn đều thì chúng ta cần phải bổ sung nhiều protein. Protein hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phát triển cơ mông nhân to nhất. Còn phần mỡ mông để giúp cho cái phần mông của chúng ta căng tròn thì các bạn cần phải bổ sung chất béo tốt. Các loại thực phẩm như là thịt, cá, trứng, sữa, các loại hạt, các loại đậu là những thực phẩm mà cung cấp cho các bạn nhiều protein và chất béo tốt. Bên cạnh đó thì các bạn có thể là bổ sung thêm 3 thực phẩm của mình như là soy protein, Fit Body, MacFit. Bên mình đều cung cấp rất là nhiều protein và chất béo tốt đó nha. Phần thứ ba, lịch tập. Nhiều bạn cũng hỏi mình rằng là anh ơi, liệu em tập mông một tuần 6 buổi thì có được không? Vì em muốn phần mông của mình nó nhân to nhất nên em tập mỗi ngày luôn. Các bạn tập như vậy là sai lầm nha. Ngày nào cũng tập mông sẽ khiến cho phần cơ mông của bạn không kịp phục hồi và phát triển chậm hơn á. Bởi vậy á, thì các bạn nên tập ít nhất á, là 2 buổi một tuần và nhiều nhất á, là 4 buổi một tuần. Nhưng hãy đảm bảo cái nhóm cơ mông của chúng ta được nghỉ ngơi đầy đủ 48 giờ để phục hồi cơ trước khi mà các bạn đến với buổi tập tiếp theo. Bản thân mình thì thường tập theo lịch thứ 2, thứ 4, thứ 6 hoặc là mình tập thứ 3, thứ 5, thứ 7, mình tập xen kẽ nhau, tức là mình phải nghỉ một ngày trước khi mà mình đến với cái buổi tiếp theo. Thì đây là 3 cái lịch tập mông. Và trong cái quá trình mà các bạn luyện tập, nếu mà các bạn mong muốn là giảm mỡ tăng cơ thì hãy đến ngay với sản phẩm là Fit Body. Còn nếu mà các bạn mong muốn là giảm cân tăng cơ thì hãy đến ngay với sản phẩm là soy protein. Còn nếu mà các bạn mong muốn là tăng cân tăng cơ, mong hiệu quả thì hãy đến ngay với sản phẩm là MacFit bên mình nha.